Hôm nay tôi sẽ sở hữu sức mạnh siêu nhiên, mọi chuyện sẽ diễn ra như thế nào? Thì đây chính là câu trả lời. Trời sáng rồi anh em ạ, à, dậy thôi nè. Tối hôm qua ngủ ngon thế nhờ. Đi làm tí trái cây thôi nào. Xin chào mọi người, lại là tôi đây. Một khoảng thời gian dài không gặp rồi chứ hả? Tôi nhớ mọi người lắm đây. Sau một khoảng thời gian dài thì tôi vẫn không thay đổi gì anh em ạ. Tôi chỉ là cắt cái tóc mới thôi này, với thêm cái bộ râu, nhìn cũng được đúng không? Còn nhà cửa của tôi thì vẫn như cũ anh em ạ, không có thêm nội thất gì mới cả. Anh em cứ nhìn số tiền của tôi là anh em biết tại sao rồi đấy. Thôi kệ đi, hôm nay cũng là ngày chủ nhật, rồi một ngày đẹp trời, cho nên là tôi quyết định sẽ đi ra công viên hóng gió một chút xíu anh em ạ. Đây là chiếc xe của tôi, nhưng mà tôi sẽ không đi xe, tôi sẽ đi bộ tới công viên, tại vì nó khá là gần ở đây. Chúng ta sẽ đi theo cái đường này thôi là sẽ tới. Phía trước là ông chú hàng xóm của tôi kìa. Chào chú hàng xóm nha. Chúng ta tới công viên rồi đây. Thì cái công viên này cũng bình thường thôi, như bao cái công viên khác. Ở đây chúng ta sẽ có một cái chòi này, kế bên cái chòi là hai cái xích đu dành cho trẻ em. Qua bên khu vực bên đây là chúng ta sẽ thấy có một anh đang nhảy hip hop. Hip hop never die baby ạ. Không khí đúng vui luôn á. Và có thêm một chỗ ngồi nữa, còn có cả đài phun nước nữa. Ôi, nhìn cũng được đúng không? Nói chung là cái công viên này không thể chê vào đâu được cả. Rác còn không thấy nữa mà. Nãy giờ tôi đi anh em có thấy rác không? Không. À mà khoan, tôi đi mua một ít nước chanh cái đã anh em ạ. Mỗi lần tôi tới cái công viên này thì tôi phải mua một ít nước chanh để uống anh em ạ. Tại vì nước chanh ở đây khá là ngon. Tới quán bán nước chanh ở đây, xin giới thiệu với anh em luôn. Đây là ông chủ quán bán nước chanh, khá là thân thiết với tôi, tại vì tôi là mối ruột của ổng cơ mà. Sao mày nói nhiều thế? Có mua không? Có chú, lấy cho ít nước chanh đi. Ok mày, đợi tao xíu. Mày có biết chuyện gì không? Chắc mày không biết quả núi bên kia thành phố. Tao nghe người ta đồn lại là ai mà leo lên được đỉnh núi của quả núi đó là sẽ cầu được ước thấy. Tao không biết có thật hay không, nhưng mà dạo gần đây tao thấy có mấy người tự nhiên đột ngột giàu lên mày. Vậy nó mới siêu á chứ. Ngay cả thằng Toby DXT nghèo nhất thành phố mà giờ nó còn giàu hơn tao nữa mày ạ. Có vụ đó luôn hả chú? Chú nhắc mới để ý, dạo này nó giàu thiệt, đáng nghi thật. Nhưng mà lỡ khi nó có tài sản ngầm thì sao ta? Không biết luôn. Tài sản ngầm cái gì? Mà chưa hết, ta còn thấy vài người có siêu năng lực nữa mày. Tối qua tao thấy bọn có siêu năng lực đi cướp ngân hàng mày. Không biết bọn chúng giờ sao rồi, nhưng mà kinh vãi đái luôn, thề. Thiệt luôn hả chú? Tại hôm qua ngủ ngon quá chả biết gì luôn. Mà sao chú biết nhiều thông tin thế? Chú lấy ở đâu ra vậy? Tao mà mày. Mà nước của cháu xong chưa? Xong rồi, nó ở bên đây này. Ở đây á? Nó bên đây nãy giờ luôn á. Nãy giờ cháu cứ tưởng chú pha không đấy. Mà thôi không sao đâu chú, cái này cũng được. Thôi cháu đi nhá. Ông chú này hào phóng lắm anh em ạ. Tôi mua có một ly thôi mà ông cho tôi nguyên một cái bình luôn. Đã vậy còn không lấy tiền nữa. Wow. Giờ tôi sẽ đi kiếm chỗ ngồi để ngồi uống hóng gió anh em ạ. Tôi nghĩ là bên đây được nè. Tại bên đây có máy nghe nhạc này, đài phun nước nữa chứ. Ngồi đây là hợp lý luôn. Ta nói ra đã làm sao ý. Anh em để tôi uống hết bình nước chanh nhá. 5 minutes later. Nghe tiếng gì nha, có chuyện gì nha. Ok. Mấy anh ơi, lại là đám này anh em ạ. Mấy anh ơi, có chuyện gì thì bình tĩnh mà nói mấy anh. Đừng có sồn sồn lên như vậy chứ. Nhìn cái tướng này chỉ là muốn đánh tôi thôi anh em ạ. Thì đây là cái nhóm bắt nạt của thành phố đây. Ăn rồi cái suốt ngày đi vòng vòng thành phố bắt nạt những người như tôi thôi. Bình tĩnh, bình tĩnh. Tôi nhìn cái tướng đó là không có thể bình tĩnh được rồi. Giờ tôi có chạy vòng bên đây thôi này. Holy moly, sợ thật sự luôn ấy. Hay mấy anh để em uống hết cốc nước chanh này đi rồi dí. Vẫn dí thôi anh em ạ. Mấy anh uống cốc nước chanh không đấy? Em cho đấy. Okay, thế nhờ. Tôi lô luôn nè. Later that same evening. Ây da, đau quá anh em ạ. Ăn rồi tôi cứ bị bắt nạt suốt ngày thôi. Chưa kịp uống hết bình nước chanh nữa, tôi phải làm cái gì đó thôi chứ như vậy hoài không ổn đâu. Về nhà rồi, lên ghế sofa ngồi cái đã. Bọn bắt nạt đánh tôi đau thật sự luôn á. Ước gì tôi có một cái sức mạnh siêu nhiên nào đó có thể dạy cho bọn bắt nạt một bài học. Để tôi bật tivi lên ngồi nghỉ xíu đã. Hôm nay có gì ta? Chào mừng mọi người trở lại với tin tức của T News. Tối hôm qua tại ngân hàng của thành phố đã xảy ra một vụ cướp bởi một băng nhóm đeo mặt nạ. Đặc biệt băng nhóm này sở hữu sức mạnh siêu nhiên nên vụ cướp xảy ra rất là nhanh chóng. Sau khi nghe tin, cảnh sát chỉ biết đứng hình mất 5 giây để bọn cướp hôi đi một số tiền lớn. Ôi, lên tin tức luôn à. Hóa ra là bọn có siêu năng lực cướp ngân hàng thành phố là có thật. Như vậy quả núi cầu được ước thấy mà ông chủ quán nước chanh nói cũng có thật nốt. Tôi cứ tưởng nó giỡn thôi chứ. Tôi nghĩ đây là cơ hội của tôi rồi anh em ạ. Tôi nhất định sẽ leo lên ngọn núi kia, ước có sức mạnh siêu nhiên để không ai có thể bắt nạt tôi được nữa. Hợp lý nha. Để tôi đi qua hỏi ông chủ kia một vài thứ. Ông chủ quán bán nước chanh đây rồi. Chào chú, cháu có chuyện muốn nói với chú đây. Chú có thể cho cháu biết thêm thông tin về quả núi cầu được ước thấy được không? Ồ, mặt mày bị sao thế? Bị người ta đánh à? Nhìn bần dữ vậy. Không gì đâu chú, cháu không sao. Kể đi, bây giờ cháu cần biết địa chỉ của quả núi kia và những thông tin liên quan. Tao tưởng mày không tin cơ mà. Giờ cháu tin vãi đá luôn, thề. Thôi được rồi, nếu mày muốn biết thì tao sẽ nói cho mày nghe. Quả núi đó không phải thích leo lên là leo đâu. Cực kỳ khó khăn và nguy hiểm, mất mạng như chơi đấy. Cháu đã quyết tâm leo lên ngọn núi đó rồi chú. Nếu mày đã quyết tâm muốn leo lên ngọn núi đó như vậy thì đây tao sẽ đưa cho mày cái địa chỉ và mày sẽ cần một bộ dụng cụ leo núi đấy. Chúc may mắn nha cu, mong mày sẽ quay trở về được. Cảm ơn chú nha. Tôi đã đến
đến trung tâm mua sắm của thành phố rồi. Tôi sẽ mua bộ dụng cụ leo núi anh em ạ. Tôi đã chuẩn bị xong đầy đủ dụng cụ leo núi rồi đây. Và chúng ta đang tiến thẳng tới quả núi cầu được ước thấy. Theo như ông chú bán nước thì chúng ta chỉ cần chạy thẳng thôi là tới. Chắc còn khoảng vài phút chạy xe nữa thôi anh em ạ. What the f*** man. Mới đi đã có biến rồi. Sợ thật sự luôn á. Hình như sắp tới rồi anh em ạ. Tôi nhìn thấy quả núi to rồi kìa. Nếu ông chủ quán nước không lừa tôi thì đây chắc chắn là nó rồi. Anh không sai vào đâu được. Dừng xe ở chỗ này để tôi xuống xe quan sát coi sao. Oh my god. Quả núi này đúng to luôn ấy. Holy shit man. Tôi nghĩ là tôi phải bắt đầu thôi. Và hành trình lên đó sẽ khó khăn đây. A little longer than a few minutes later. Tôi đã sẵn sàng rồi anh em ạ. Tôi sẽ đi theo cái đường này. Chưa có gì mà tôi nhìn thấy nó khá là dốc rồi đấy. Uầy, đường này, cái đường này ngoằn ngoèo thế nha. Nhưng mà vẫn phải cố thôi anh em ạ. Rốt cuộc cũng qua được cái đoạn đường đầu tiên rồi. Chúng ta sẽ phải tiếp tục tiến lên thôi nào. Đường còn xa lắm anh em ạ. Ê, what the hell man. Cái gì đấy? Thì đương nhiên cái này là chiếc trực thăng rồi. Nhưng tại sao nó lại ở đây? Anh em cũng đoán giống như tôi đúng không? Tôi nghĩ là đã có người lấy máy bay trực thăng bay lên đây. Nhưng bất thành, đâm vào quả núi này. Và giờ cái xác nó ở đây đây. Chưa gì mà đã thấy rùng mình rồi anh em ạ. Nhưng chúng ta phải đi tiếp thôi, chứ không có thể chùng bước được. Cái chỗ này bắt đầu cực kỳ nguy hiểm ở đây. Khúc này mà mắc sai lầm một cái là chỉ có đi thôi anh em ạ. Nhìn lại là tôi thấy tôi đi cũng khá là xa rồi đấy. Ông chủ quán nước nói chí phải. Ngọn núi này cực kỳ khó khăn. Giờ tôi kiệt sức hoàn toàn rồi anh em ạ. Nhưng mà tôi có cảm giác là sắp tới rồi, cho nên là phải cố gắng thôi. Ôi, tôi thấy thành phố của tôi luôn kìa. Ui. Holy shit man. Xem xíu nữa là té xuống rồi. Oh my god. Tí nữa là chơi ngu rồi. Để tôi thở cái đã. Come on man. Let's go. Rốt cuộc tôi đã tới đỉnh rồi anh em ạ. Nhìn những cọc tiền này là chắc chắn là đúng rồi. Sau bao nhiêu vất vả leo lên đỉnh núi bằng cách đi theo con đường có sẵn, thì cuối cùng tôi đã làm được rồi anh em ạ. Chào cậu kia. Cậu đã leo lên được đỉnh núi này, đồng nghĩa với việc cậu sẽ có một điều ước. Bây giờ cậu có thể ước. Được rồi. Con ước có sức mạnh siêu nhiên để không ai có thể bắt nạt được con cả. Cậu kia hãy sẵn sàng đi. Điều ước sẽ thành hiện thực trong 3, 2, 1. Oh my god. Tay tôi có lửa anh em ạ. Holy shit, come on. No, what the f***. Tay tôi bị cháy rồi. Đứng dậy, come on man. Kim cái sông. Kim cái dụng nước nào đó cũng được. Đứng lên, come on. Lại té cơ à. Cây té nhờ. Oh my god, oh come on. Lại té nữa. Tay tôi có chuyện gì thế nhờ. Sao cứ nói một câu là nó lại té là cậy thế. Tôi phải tìm vũng nước anh em ạ. Chứ không cháy tay tôi mất. Ờ mà tôi nhìn kỹ lại là tay tôi không bị sao hết anh em ạ. Hay là đây là sức mạnh của tôi. Chính xác là như vậy rồi. Chắc chắn luôn. Tại vì ngọn lửa trên tay tôi chả làm hại gì tôi cả. Nếu mà đây là sức mạnh của tôi thì tôi có thể làm được gì nhờ. Không lẽ bắn ra lửa trắng à, không bắn được anh em ạ. Tôi sẽ thử chạm vào cái chiếc xe này tôi coi nó có chuyện gì xảy ra hay không. Số kỹ nha. Holy shit. Oh my god. Ôi, tôi chạm đúng hai cái thôi là nổ rồi anh em ạ. Ngầu thế nha. Chạm vô công trình này thôi coi. Nhưng mà thôi anh em ạ, người ta đang xây dở ai mà vô phá đúng không? Tôi là công dân gương mẫu mà làm sao có thể làm mấy chuyện đó được. Ôi, cái thằng phân biệt đối xử. Anh cảnh sát ơi, em chỉ test thôi mà. Đừng có chạm vào em nhá. Nguy hiểm lắm đây. Em đã nói đừng có chạm vào em rồi mà. Ôi, tính ra tôi đánh xa vãi đái luôn á. Wow, bỏ đi nha anh cảnh sát ơi. Xỉu rồi anh em ạ. Ê thôi. Súng luôn á, thôi bỏ. Tôi phải chạy trốn cảnh sát thôi anh em ạ. Không thích chạy trốn được luôn ấy. Cảnh sát nó cứ đâu ra nhiều vai. Nổ này. Ôi, mấy anh cảnh sát thấy sức mạnh của em rồi mà mấy anh cứ dí là sao nhờ. Bỏ đi. A few inches later. Rốt cuộc thì tôi cũng đã trốn thoát được cảnh sát rồi anh em ạ. Nói chung là sau một hồi thì tôi cũng đã kiểm soát được sức mạnh của mình. Tôi có thể trở lại bình thường mà khi nào tôi cần tôi sẽ bật sức mạnh của tôi lên. Giờ tôi sẽ quay về công viên. Tôi nghĩ là hôm nay cái bọn bắt nạt nó sẽ ra đây thôi. Tôi sẽ dạy cho bọn chúng một bài học. Bọn bắt nạt tới rồi anh em ạ. Khoan, để tôi qua bên đây tôi bật sức mạnh của tôi lên cái đã. Tới lúc rồi con ạ. Mày ngon mày đánh tao một lần nữa ơi. Đánh thiệt luôn à. Này thì đánh tao. Này. Ủa sao tôi đánh không trúng nha. Này thì đánh tao, let's go baby. Let's go, một thằng, hai thằng. Mấy thằng con này, dám đi bắt nạt người khác. Thằng này chưa sợ luôn à. Mày thấy hai thằng kia chưa? Này thì chưa sợ. Mày ngon mày đánh tao coi, mày thấy ba thằng kia chưa? Cũng chưa thấy à. Chưa thấy cho chừa nha con. Này thì đã bắt nạt người dân thành phố này. Cuối cùng là tôi cũng dạy cho cái bọn bắt nạt này một bài học rồi anh em ạ. Giờ tôi có thể thoải mái vui chơi ở cái công viên này rồi. Several days later. Dạo gần đây tôi nghe được trong thành phố này có thêm một băng nhóm nữa anh em ạ. Mà theo tôi được biết là cái băng đảng này là cái đàn anh của bọn ăn hiếp. Và băng đảng này đang đi truy tìm tôi. Trong lúc truy tìm tôi thì băng đảng này đã phá hoại thành phố. Tới lúc tôi phải ra tay rồi. Tôi sẽ đến sào huyệt của bọn chúng. Chúng ta đến nơi rồi đây. Chính là cái chỗ này. Anh em có thể thấy bọn chúng đang làm cái nghi thức gì đó thì phải. Mà thôi kệ đi. Đi vào thôi nào. Let's go baby. Tôi nghĩ là bọn này nó cũng chỉ giống cái bọn bắt nạt thôi. Chả có gì đặc biệt cả. Vô tán nó cái là xong mà. Hey yo, what's up?
Bình tĩnh mấy anh trai. Ui bên này có súng. Oh my god. Nói chung là tôi không phải mình đồng giá sắt đâu. Tôi chỉ là chỉ có sức mạnh ở đôi tay thôi anh em ạ. Ngồi nó bắn đầu thế nha. Oh my god mẹ. Ui. Thôi. Oh my god. Lần này là tôi phải núp sau cái này anh em ạ. Tránh cái lối đánh trực diện đi. Tôi sẽ chạy qua cái giếng núp lại, thấy không? Không đúng không? Let's go baby. Tôi sẽ đánh thằng này trước. Mày một thằng lẹ nào, đừng có cho nó bắn. Mày xạo, let's go baby. Mày thêm thằng nữa. Ushi Ushi, come on man. Ủa nó bắn đâu thế nhờ? Ui tôi không, đừng có bắn nữa. Tính ra là sức mạnh của tôi cùi mía lắm luôn ấy. Chỉ có sức mạnh ở cái bàn tay này thôi thì tôi chỉ có thể dạy cái bọn bắt nạt mà không cầm súng thôi, chứ cầm súng là nã tôi như bình thường à. Ít nhất là tôi phải có thêm cái sức mạnh gì đó nhờ, chứ không thể nào mà có sức mạnh ở bàn tay không được. Để tôi thử vận động cơ thể của tôi coi, như có điều gì nó xảy ra với tôi rồi anh em ạ. Như tôi chạy nhanh thêm rồi. Let's go. Giờ tôi có thêm khả năng chạy nhanh nữa anh em ạ. Wow. Được thật sự. Lần này mà tôi không đánh bại bọn này nữa thì mày tốc độ nào. Oh my god. Ôi thôi 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 thôi. Oh my god. No 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 no. Đừng 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 đừng. Ơi đứng dậy. No. Oh my god man. Mấy này bắn xa thế nha. Sức mạnh mới với chúng tôi này. Ôi tôi thấy mấy thằng to này. Không lẽ mấy thằng này nó cũng leo lên đỉnh núi và ước có siêu năng lực ta. Kinh thế nhờ. Mày xạo. Ôi đánh mấy thằng to này đúng ba phát nó mới ngất anh em. Cây thế nhờ. Mày đánh solo của tao là sai rồi. Ôi tôi sẽ xử mấy thằng cầm súng. Mày let's go. No. Let's go. No. Lần này tôi nghĩ là tôi phải nhanh lên rồi anh em ạ. Không thể trễ một giây nào được. Một thằng rồi 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 rồi. Lẹ lẹ lẹ. Rồi hai thằng. Thằng nào cầm súng, thằng nào cầm súng. Cầm súng với bố mày à. Mày xạo đó con. Súng đâu, súng đâu. Ở đây. Súng đâu nữa. Đây đúng không. Let's go. Hết súng rồi, hết súng rồi. Let's go. Oh my god. Tôi chắc chắn là mấy cái thằng này nó cũng đi lên đỉnh núi kia và nước siêu năng lực rồi anh em à. Tại vì tôi đánh nó 3-4 phát nó mới hẹo mà. Còn mấy thằng con này cứ dí tôi thôi. Không biết lượng sức mình gì cả. Sau bao nhiêu nỗ lực thì cái thành phố này cũng trở nên à. Cái gì kìa. Oh my god. Zombie tấn công thành phố á. Tôi nghĩ là đã có người ước zombie tấn công thành phố này rồi. Không tin được luôn ấy. Tôi lại phải ra tay rồi anh em ạ. Chuyện gì cũng tới tay tôi. Mày. Ui. Nó ném bom á. Zombie gì kinh thế nhờ. Này thì tấn công thành phố khi tao còn ở đây nè. Này thì tấn công thành phố. Ui đông thật sự luôn ấy. Oh my god man. Ai mà ước dở hơi thế nhờ. Này thì tấn công thành phố này. Mày xảo con. Let's go baby. Ui nó đánh cũng đầu đấy. Ui nó chờ bơm. Đứng lên come on. Đừng ngã vậy chứ. Tôi sẽ đánh mấy con chờ bơm anh em à. Đấy. Nhưng mà mấy con chờ bơm này nó đã chọi được mấy con đồng loại của nó luôn rồi. Let's go. Zombie dở hơi này. Này thì zombie dở hơi này. Bố láo bố liếc. Còn đâu nữa ra hết đi. Trời ơi. Tính làm gì tao. Tính làm gì tao. Mày ngon mày ném coi. Let's go. Hên là có con zombie nó ném bom đấy anh em ạ. Không là tôi cũng không biết số phận cái thành phố này đi về đâu rồi. Lần này chắc chắn là thành phố sẽ bình yên anh em ạ. Anh em cứ tin tôi. Và đấy là sức mạnh siêu nhiên. Hẹn gặp lại anh em vào những tập tiếp theo.